AI TV, IOE 3 bước đến tương lai. Và trong tập 3 ngày hôm nay thì cũng giống như tập trước thôi, thì Henry vẫn rất mong là các anh chị và các bạn chúng ta hãy comment thật nhiều những câu hỏi thật là thú vị. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc gì, đừng ngần ngại, Henry ở đây sẽ cùng đồng hành với tất cả các anh chị và các bạn của chúng ta. Câu đầu tiên đi nào. Henry ơi, chắc hẹn hỏi là tôi chưa từng tham gia đầu tư vào các quỹ đầu tư, vậy tôi có thể đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư hay không? Các bạn chưa từng tham gia đầu tư, vậy thì liệu rằng khi tham gia sản phẩm IOE3 bước đến tương lai của IA thì các bạn chắc chắn là sẽ rất lo lắng đúng không ạ? Henry cũng từng giống các bạn đó. Vậy thì với câu hỏi này, để có thể giải tỏa được nỗi lo lắng của tất cả các anh chị và các bạn thì hãy nghe Henry chia sẻ nhé. Thông thường thì những nhà đầu tư chuyên nghiệp khi mà họ muốn đầu tư vào một quỹ nào đó độc lập thì họ phải cần, thứ nhất, phải có vốn lớn. Thứ hai, họ cần phải có, đó chính là kinh nghiệm đầu tư để có thể nghiên cứu và đưa ra những giải pháp kịp thời về đầu tư cho mình. Với khả năng tài chính có hạn của mình cũng như là mức độ chuyên nghiệp của mình ở một cái mức nhất định nào đó thì khách hàng sẽ khó có thể tiếp cận được những cơ hội đầu tư lớn. Lúc này thì khách hàng khó có thể mà đa dạng hóa được cái mức độ đầu tư cũng như là có thể phân tán cái rủi ro một cách tốt nhất cho mình. Do đó khách hàng nên tham gia vào sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư để có thể đầu tư vào các quỹ liên kết đầu tư chuyên nghiệp. Khách hàng sẽ được đa dạng hóa các danh mục đầu tư và có thể quản lý tài khoản đầu tư của mình theo khả năng chấp nhận rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng mà không mất quá nhiều thời gian. Và câu hỏi vừa rồi thì Henry cũng đã có đáp án với tất cả các anh chị của mình rồi. Không biết là còn câu hỏi nào tiếp theo? Henry ơi, sản phẩm bước đến tương lai có khác biệt gì so với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Phúc Trọn Đời Ưu Việt? Khách hàng đã có An Phúc Trọn Đời Ưu Việt rồi thì có nên mua thêm một cái sản phẩm bước đến tương lai này hay không anh? Đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị mà Henry cũng sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị ngay sau đây. Định vị của sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt sẽ thiên về bảo vệ và bảo vệ rất nhiều tầng: tử vong do tai nạn, ung thư, tàn tật toàn bộ bệnh viện và quyền lợi gia tăng nếu như khách hàng không hút thuốc. Do đó mà nó sẽ rất phù hợp với việc bảo vệ người trụ cột trước mọi rủi ro trong cuộc sống và vẫn có thể đảm bảo được tính tiết kiệm của nó với lãi suất cam kết. Định vị của sản phẩm bước đến tương lai sẽ thiên về yếu tố là tiết kiệm và đầu tư dài hạn, giúp cho khách hàng có thể gia tăng được nguồn tài sản của mình để có thể thực hiện được những mục tiêu trong tương lai, ví dụ như là có tiền cho con ăn học nè, hưu trí an nhàn nè, không lo âu về già, và còn đó là có thể có được một cái khối tài sản để lại cho con cháu của mình nữa. Và như tất cả các anh chị mình đã biết thì hiện tại thì lãi suất của trái phiếu đang có xu hướng giảm. Chính vì vậy mà nếu như khách hàng muốn có nhu cầu gia tăng tài sản của mình để có thể thực hiện được những mục tiêu trong tương lai thì mình có thể tham gia thêm vào các quỹ đầu tư của sản phẩm bước đến tương lai để có thể đạt được những cái lãi suất kỳ vọng như mình mong muốn ạ. Và hãy tiếp tục cho Henry câu hỏi số 3 đi nào. Anh Henry ơi, khách hàng đã tham gia IOE3 và chọn đầu tư vào 3 quỹ rồi. Làm thế nào để khách hàng chỉ định đầu tỷ lệ đầu tư vào từng quỹ hả anh Henry? Và Henry sẽ không để cho tất cả các chị mình chờ đợi lâu đâu. Henry sẽ trả lời như sau. Tỷ lệ đầu tư đối với quỹ bảo hiểm cơ bản sẽ được thực hiện khi khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong khi hợp đồng còn hiệu lực. Và tỷ lệ đầu tư của từng quỹ phải là con số chia hết cho năm và tổng tỷ lệ đầu tư phải là 100%. Nếu như có sự thay đổi về tỷ lệ đầu tư của các quỹ và được công ty chấp thuận thì tỷ lệ đầu tư mới sẽ được áp dụng vào ngày định giá gần nhất nha tất cả các anh chị. Tỷ lệ đầu tư phải là con số chia hết cho năm, ví dụ như là 5, 10, 15, 20, 25 đúng không ạ? Vậy thì nếu như khách hàng chọn đầu tư vào quỹ cân bằng với 25% và quỹ thận trọng là 75% thì lúc này công ty sẽ chấp nhận tỷ lệ này bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là những con số chia hết cho năm và tổng tỷ lệ các quỹ là 100% ạ. Và một ví dụ khác, khách hàng chọn đầu tư vào quỹ cân bằng là 27%. Khách hàng chọn đầu tư thêm vào quỹ tăng trưởng là 73%. Thì lúc này theo anh chị thì công ty có chấp thuận không ạ? Công ty sẽ không chấp thuận. Mặc dù là tổng quỹ này là bao nhiêu phần trăm, là 100%, nhưng đây là những con số không chia hết cho năm, vì thế mà công ty sẽ không chấp thuận. Và một tình huống khác là khách hàng chọn đầu tư vào quỹ cân bằng là 55%. Khách hàng chọn đầu tư thêm vào quỹ thận trọng là 65%. Vậy thì theo các anh chị trong trường hợp này thì khách hàng có được công ty chấp thuận không ạ? Mặc dù đây là những con số chia hết cho năm nhưng mà tổng quỹ đã vượt quá 100% mất rồi. Chính vì vậy mà công ty sẽ không chấp thuận ạ. Và tình huống cuối cùng là khách hàng chọn đầu tư vào quỹ tăng trưởng là 55%. Khách hàng chọn đầu tư thêm vào quỹ thận trọng là 35%. Lúc này, đây cũng là những con số chia hết cho năm nhưng mà rất tiếc
là nó chưa được 100% tổng cắt quỹ. Chính vì vậy mà lúc này công ty cũng sẽ không chấp thuận đâu tất cả các anh chị ạ. Và một câu hỏi tiếp theo dành cho Henry đi nào. Hồi học quá không biết câu hỏi sẽ như thế nào đây. Anh Henry ơi, sau khi hợp đồng IAB 3 có hiệu lực được 5 năm, khách hàng muốn thay đổi tỷ lệ đầu tư thì khách hàng phải làm như thế nào anh Henry? Nếu muốn thay đổi tỷ lệ đầu tư, vậy thì cứ khi nào hợp đồng còn hiệu lực và khách hàng muốn thay đổi tỷ lệ. Và tỷ lệ thay đổi mới này phải tuân thủ theo nguyên tắc là phải chia nó cho năm và tổng tỷ lệ các quỹ đầu tư phải là 100%. Sau đó, khách hàng sẽ thực hiện khảo sát về mức độ chấp nhận rủi ro. Và sau khi công ty chấp thuận thì tỷ lệ đầu tư mới sẽ được áp dụng vào ngày định giá gần nhất sau ngày công ty chấp thuận. Và vừa rồi thì với rất nhiều những câu hỏi rất thú vị đến từ khách hàng nè, đến từ tất cả các anh chị chuyên viên của mình nữa. Hy vọng rằng với sự chia sẻ của Henry sẽ giúp cho tất cả các anh chị chúng ta sẽ tự tin hơn trong quá trình mà mình đi chia sẻ sản phẩm IAB3 bước đến tương lai đến với khách hàng và sẽ có được thật nhiều hợp đồng cho mình, đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong chương trình lần sau.